Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì bác sĩ Morita ngoài giới thiệu cho chúng ta cái bột dinh dưỡng tổng hợp ra thì có một cái loại thuốc mà trong năm mới cũng giúp cho bị bồi bổ sức khỏe, đó là thuốc Golden Light. Thì xin bác sĩ Morita giới thiệu qua về cái thuốc Golden Light nó như thế nào thưa bác sĩ. Dạ, cảm ơn Đồng Khanh. Kính thưa quý vị, cái Golden Light với là 14 vị tôi kết hợp lại. Thay vì cái thuốc bổ mà thập toàn hoàng thì có 10 vị thôi. Mà tôi cộng thêm 14 vị là trong này nó có nhân sâm nè, nó có linh chi nè, rồi nó có sừng còn nai đó anh Hồng Canh. Dạ, sừng tức nai. Là bèo vét sâm nhung, sâm nhung trùng thảo với lại trùng thảo nấm nhật linh đông trùng hoa thảo kết hợp lại là 14 vị. Thì quý vị biết 10 vị thường thường của mình quý vị hay ngày bây giờ thì không biết sao chứ ngày xưa đó quý vị bệnh hoạn quá đi không nổi ra những cái tiệm mà của mấy người qua mà ở thôn xóm mình ở với tỉnh với quận nó có những cái nơi mà bán thuốc thì đông y sĩ đó, nhà thuốc bắc, thuốc bắc đó, thì mình kêu những ông này là tôi bệnh quá giờ thì bổ cho tôi, dùng cái tiếng bổ cho tôi một thang thuốc thập toàn hoàng, tức là 10 vị, và trong đó có nhân sâm, nó có đường quy, có bạch trực, bạch thược, có tất cả những cái vị mà sinh khương, tất cả những cái vị mà nó giúp cho bổ quý vị. Nhưng mà tôi cộng theo đây là tôi thêm 4 vị nữa để giúp cho quý vị. Những người nào mà ăn không được, ngủ không được hoặc là cơ thể của mình đó, lúc nào mình cũng cảm thấy mình bị thiếu sức khỏe đó, thì quý vị nó uống vô để chi nó giúp cho cái lục phủ ngũ tạng của chúng ta được khỏe mạnh, với lại mình sống được khỏe mạnh nhiều hơn. Là quý vị không có cần mua 7, 8, 90 đồng, 100 đồng, 200, 300 đồng một chai, mà cái này chai thuốc này chai 20 mấy đồng thôi, nhưng mà nó trong đủ, trong đó tuy là dùng thuốc nó nhỏ nhưng mà nó có gém tất cả những cái linh dược ở trong, nó giúp cho cơ thể của gì mình ăn được, ngủ được, mình khỏe người. Anh Nam Khanh biết là mình đâu có cần như 200-300 đồng một chai đâu Nam Khanh. Bây giờ nó bán đủ thứ nhiều lắm, mấy trăm đồng một chai mình không cần, chỉ cần trong chai thuốc này nó 70 viên. À, quý vị biết đó là những cái gì thường dược tôi kết hợp lại là grade A không á, nó giúp cho gì ăn được, ngủ được, khỏe người, thì cái đó là rất là quan trọng. Mà chai thuốc có 20 mấy đồng mỗi gì có thể uống được là cái Golden Light, sâm nhung đồng thảo linh chi, hoặc là nhật linh chi hoàng, hay là đông trùng hạ thảo này kia, là tất cả những ngày tôi kết hợp lại hết á, một chai nó có 70 viên, mà một ngày quý vị chỉ cần từ 1 tới 2 viên là đủ rồi thưa quý vị. Trong này nó có kết hợp cả đông trùng hạ thảo với lại nấm linh chi, sáu loại nấm linh chi nữa. Thưa bác sĩ, như vậy thì trong một cái viên thuốc nhỏ như vậy mà mình có mười mấy loại như vậy thì mỗi một tổng hợp của một loại chắc nó cũng ít hơn là tổng hợp của một cái nấm linh chi này phải không ạ? Dạ thưa đúng rồi cô, tại vì cái linh chi là linh chi không. Dạ. 6 linh chi mình kết hợp lại thì chắc chắn là nó sẽ nó đầy đủ những chất bổ dưỡng mà cho cái nấm linh chi thôi. Tại 6 nấm linh chi trong này, trong cái đông trùng hoàng thảo, trong cái Golden Light này cũng có nữa. Màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu tím, tức là 6 loại. Thì không phải là quý vị uống một viên là một loại, tôi kết hợp lại 6 viên thành một viên thôi. 6 loại thành một viên, là quý vị uống một viên thuốc tuy nó nhỏ nhưng mà đầy đủ 6 loại trong đó. Nhưng mà cũng như thế là cái Golden Light sâm nhung đồng thảo linh chi số 24 này đó, quý vị uống chỉ cần 1, 2 hoặc là 3 viên maximum thôi. Thì trong này nó có 14 vị dược thảo tôi kết hợp lại. Tại có một số người nói tôi, bác sĩ ơi, tôi không có muốn đông trùng hạ thảo riêng, tôi không có muốn nhật linh chi riêng, mà tôi muốn kết hợp lại, thì ở trong cái Golden Light này là kết hợp lại 14 gì đó thưa quý vị. Yeah. Nên quý vị nào mà ăn không được, ngủ không được, khỏe người, ốm o gầy mòn này kia mà mình muốn ăn được, ngủ được, thì trong cái thuốc Golden Light này nó quý vị uống cho mỗi ngày trước mình ăn cơm xong rồi đó, buổi trưa đó uống 1 hoặc là 2 viên thì nó giúp cho lục phủ ngũ tạng quý vị nó hoạt động bình thường. Mình ăn biết đói, mình ngủ biết ngon thôi quý vị. Một ngày bác sĩ nói là từ 1 đến 2 viên ạ? 1 tới 2 viên mà người nào mà cái sức khỏe yếu quá đó thưa cô thì uống 3 viên cũng được. Dạ, 1 đến 2 viên. Như vậy thì quá là tiện lợi để sử dụng phải không ạ? Trong một cái hộp thuốc như thế này chúng ta có tất cả là 70 viên. Như vậy thì nếu mà sử dụng 2 viên là chúng ta đã có hơn 1 tháng rồi. Hơn 1 tháng để sử dụng thuốc Golden Life. Cái này nó phù hợp cho các bác lớn tuổi nữa.
các bác cũng hỗ trợ thêm với lại daily protein, tức là bột dưỡng sinh tổng hợp, rồi cộng thêm với lập thập toàn hoàng là sâm niêu trùng thảo, như vậy thì chắc chắn là các bác sẽ có được một sức khỏe tốt, mùa đông sẽ không có bị cảm cúm, cũng như là sẽ có được một tuổi thọ như là ý muốn nha. Chắc chắn là như thế. Đây là một loại thuốc rất là quen thuộc, rồi nói đây là một loại dược thảo rất là quen thuộc và đang được bày bán ở tất cả các đại lý, và những vị khách quen thuộc của bác sĩ Morita thì rất là ưa thích loại thập toàn hoàng hay là còn gọi là sâm niêm trùng thảo này, thưa quý vị. Và giá trị là như thế nào thưa bác sĩ? Giá trị cũng phải chăng lắm phải không ạ? Dạ thưa đúng cô, tại vì thường thường có những loại thuốc mà mình làm thì mình có lời để mình trang trải những cái thuốc khác. Yeah. Còn có những loại thuốc mà mình bán ra không có lời, nhưng mà mình làm để chi, để cho công ty nó có những loại sản phẩm đặc biệt. Là trong cái Golden Line này cô thấy không? Rất là đặc biệt, những cái vị thuốc bổ đặc biệt hết á. Tuy là mình bán không có lời nhưng mà kéo qua xét lại thì cái Golden Line này đó, một chai 70 viên mà có hai mấy đồng thì quý vị biết là chắc chắn thì đâu cũng không có cái giá này đâu. Tại vì mình mua cái sản phẩm, cô biết mỗi lần mình mua cái những cái dược thảo, cái nguyên liệu đó nhỉ? Nguyên liệu đó thì nó đã tăng lên 5%, 7%, 10%, 3%. Mà tháng năm này sẽ làm kia nó tăng lên. Mà cái thuốc này mấy chục năm rồi tôi không có tăng giá gì hết. Không có tăng giá. Dạ, bác sĩ không có muốn bệnh nhân buồn phải không ạ? Dạ, thưa đúng không? Người ta thắc mắc là tại sao hôm nay, năm nay giá như vậy, năm sau bác sĩ lại đưa giá khác. Mà thực tế thì thị trường cái gì cũng tăng hết. Có hai cái không tăng, tức là thuốc của bác sĩ và tiền lương. Chứ mà mình đi làm bình thường, tiền lương của mình chủ thì không có tăng. Nhưng mà mọi vật giá trên thị trường thì vẫn tăng theo năm tháng. Người bác sĩ cũng thế, là trường hợp rất là đặc biệt, là tất cả những loại sản phẩm của bác sĩ bao nhiêu năm trời, hai mươi mấy năm không có tăng giá, nhưng mà những cái nguyên liệu bác sĩ mua thì luôn luôn bị tăng giá. Với lại cái bột chiến sinh tổng hợp này cô biết nó cũng tăng giá nhiều lắm. Thế thì lần đầu mình mua thì nó tăng giá 100 sao đi, mới tăng giá 3%. Cái năm tới nó tăng giá 5%, cái năm tới nó tăng giá 7%, tức là hàng năm nó lên hoài. Mà nếu mà anh Phạm Khanh với lại cô luôn nghĩ, nếu mà mình tăng giá cho khách hàng á thì khách hàng nó không có đủ tiền để mà uống, mà mình giữ cái giá đó. Nhiều khi mình nói thì không biết người ta có tin hay là không, nhưng mà khi nhiều cái trong cái thuốc này đó, nhiều khi mình bán cái giá vốn hơn không Khanh? Dạ đúng. Tại vì nó tăng giá mà thị trường, mà mình cứ mình giữ giá đó thôi. Nhưng mà tôi hy vọng quý vị nào mà uống khỏe người, lúc nào cũng gặp tôi hoặc là gọi cho công ty hoặc nói chuyện với tôi, bác sĩ thuốc của bác sĩ rất là tốt, tôi uống vô khỏe người, không có bị bệnh này kia, là trong lương tâm tôi rất là vui rồi. Công ty lúc nào cũng có cần những cái câu như vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại là chương trình promotion của công ty thì từ đây cho đến Tết Nguyên Đán thì nếu quý vị mua 6, quý vị sẽ được tặng 1. Mua 6 sẽ được tặng 1. Ngoài ra, khi mà mua trên 300 đồng thì còn được tặng một chai đông trùng hạ thảo trị giá là 79 đồng. Và chương trình promotion này áp dụng cho tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Thành thử ra quý vị đến các tiểu bang, đến các đại lý, nếu mà mua đó thì nên tận dụng cái promotion này, mua 6 tặng 1. Ngoài ra thì quý vị còn được 6 tấm vé số để mà tham dự vào cái chương trình sổ số con cuối năm. Mỗi một lọ thuốc quý vị mua, quý vị sẽ được tặng một tấm vé số. Nhớ ghi tên, số điện thoại và địa chỉ gửi về cho công ty càng sớm càng tốt, và nhớ ghi cho rõ ràng. Và quý vị nhớ giữ lại cái phần coupon để mà trong trường hợp công ty cần đối chiếu đó. Thì khi mà cái chương trình sổ số diễn ra vào cuối năm nay thì chúng tôi sẽ rút thăm ra 20 cái tấm vé số may mắn nhất, và mỗi cái tấm vé số trị giá từ 100 đến 500 đồng tùy theo cái giải thưởng. Quý vị có thể tận dụng những cái số coupon, số tiền mà quý vị trúng thưởng đó để mà mua lại các sản phẩm của công ty Princess Lifestyle. Nhớ là khi mua các đại lý hoặc là order thuốc từ công ty, nhớ nhắc công ty và các đại lý cho mình những cái tấm vé số đó để mà tham dự vào. Biết đâu là trong năm mới vì sẽ là những cái người may mắn. Thì mọi chi tiết xin liên lạc là số 1-800-990-8319 hoặc 1-800-990-8319, hoặc quý vị có thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ Morita là 818-634-1706. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại và mở đường line, và xin mời quý vị gọi vào đặt câu hỏi với bác sĩ Morita.